Nãy giờ chưa thấy gì cho nghe, nãy giờ nghe tiếng động này nọ. Cả nhà nghe gì không? Nó gần hi hi hi. Nó Đâu thật? Ê, 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 ê. Cả nhà có thấy gì không? Ở chỗ cái cửa đó thôi, thấy một bóng dáng đi ngang rồi. Nó bóng dáng đi, có nhà thấy không? Còn thấy trước cửa này người dân hay ai đó thấy chắc 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 những cái bao gì đó mọi người. Trước đây thì những cái vị trí để mà lại những cái vị trí cũ trước đây mà thấy vết những cái vết máu rồi dũng 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 cái nha. Tiếng gì vậy? Mới có tiếng gì bên đó. Ở đây cả nhà. Bây giờ máu me chắc vừa nãy bị trôi hết tại bên đây cả nhà thấy cái miếng kiến bên đây nó bị ở rồi bể rồi, có thể mưa sẽ tạt nước vào mưa sẽ rửa hết rồi. Tiếng gì trời? Ê, không biết mình nghe có lầm hay không mà mình nghe được một cái tiếng rên phát ra từ đâu không mọi người? Hả? Ừ. Có gì không? À, có anh em là vô đây hỏi mình vậy vì nó về rồi cái tại đi rồi mấy cái nhà. Nãy giờ chưa thấy gì cho nghe, nãy giờ nghe tiếng động này nọ. Cả nhà nghe gì không? Nó gần hi hi hi. Nó Đâu thật? Ê, 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 ê. Cả nhà có thấy gì không? Ở chỗ cái cửa đó thôi thấy một bóng dáng đi ngang rồi. Cái nhà nó thấy gì không? Ở chỗ cái cửa đó thôi thấy một bóng dáng đi ngang mọi người. Hình như người phụ nữ vậy. Mà thấy có một cái bóng dáng đi ra đây nè. Ai vậy? Ủa trong này có ai vô vô cư ở không ta? Gì? Rõ ràng nó thấy có bóng dáng người liên quan không ta? Đây gì thúi vậy?
Cái nhà mọi người có nghe không chứ sao mình nghe tiếng ghen ghen gần gần mình hoài mà mình không thấy gì chứ. Đó. Đó. Có nào trong những cái phòng này phát ra không? Cậu nghe thấy không? Kìa, đi đi đó kìa. Nó bóng dáng đi có nhà thấy không? Đi lên trên lầu luôn rồi cả nhà ơi. Kìa, đi đi đó kìa. Nó bóng dáng đi có nhà thấy không? Đi lên trên lầu luôn rồi cả nhà ơi. Rồi về qua lên đó rồi lấy đậu xô rồi xuống sao chạy. Thấy là thấy lên lầu rồi đó, thấy lên lên trên đó rồi đó mà giờ cũng lên. Dạ thấy không? Mình thấy mình ngồi trên đó vậy. Đây mình đặt máy đó, đây mình đi lên chảnh nè. Ngắt kì. Giờ thấy không? Đó đó có nhảy thấy ngồi gì đó không? Tôi tiếng ghen khóc hoài trời. Mình thấy là một người phụ nữ rồi cái trời. Đưa lên chảnh nha. Bà ơi. Cái gì? Cam bị gì vậy? Dạ. Cam bị gì? Ủa đâu rồi? Cái cam nó bay ngã cái đó luôn, nằm dưới luôn. Chung lên trên lầu này mà gặp tâm linh đó, cũng hơi dội cái nhà biết đâu. Lên đây bị xô té xuống thấy bà luôn. Mình thấy ngồi đâu trên này nè. Ngồi đâu dê trên cái chỗ này. Ủa? Trên đây là một thằng xuống trống nè. Cái nhà đấy ấy cái từ ngoài. Từ bên bên trái vào cái phòng thứ hai. Mà thấy có một cái đốm gì đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cái đầu tóc đen đen đó mọi người. Nó gần gì nó gần miết. Phải không ta? Phải vong không? Là cái gì vậy? Trên thui vậy? còn đó gì còn không? Cái gì còn đó không? Tiêu rồi. Nói chung á là đa phần là những ai đi ngang cây xăng này ngoài lộ thì ra người ta có nhìn vô chứ nha. Nhìn vô cây xăng nè, thấy mình trong này ánh đèn á
Thì vấn đề ở đây là cái nhà biết rồi, là một cái hiện trường vụ án á, nên người ta rất là tò mò về vấn đề mà có người vào trong cái chỗ mà ghê gớm ghê gợn như vậy nè. Ê, bên đó kìa nhà. Kìa. Nhìn thấy không, thấy không? Mày sáng đèn quá thì họ sợ bớt bớt đèn xíu. Ở đâu rồi? Ê, bây giờ mình sẽ để cam bên đây, mình sẽ diễn ở bển nè cả nhà. Chú cam chẳng thấy, thấy không? Chẳng thấy, thấy không? Đó, 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 đi, đi, đi. Thì thúi quá, thúi rồi. Gì cái cam này ngáo quá ta, chắc là banh điện thoại banh mấy bài phim hết quá. Ê thúi quá, ủa mỗi phòng có một vách tường mà ta. Mong Linh đi xuyên qua luôn hả? À? Nó thấy đâu trong phòng này nè. Đúng rồi. Mong phòng có vách tường nè. Đó, 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 đó. Có bóng ngay đi qua lại đó. Đó, 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 đó. Có bóng ngay đi qua lại đó. Ta gần xíu coi. Tại đây cỏ không à. Nè, có bóng bóng người, bóng người đi qua là. Ê, cái bà hôm đó vậy á. Kìa. Để thọc cam đi quay kìa. Ê. Tiếng gì? Tiếng gì? Đi hoài lại hoài luôn mọi người. Mình nghe tiếng gân đâu ta? Nghe tiếng gân đâu trời? Gì đi vô trong đi. Đâu có gì đâu. Đi vô trong. Đi à. Sao tối vậy trời? Như là cái không khí này đó. Ta muốn quay ra hồng ngoại cái nhà, tại quay cam màu, cam đèn có đèn á. Ê, bà đứng ở ngoài kìa nhà ơi. Bà đứng ở ngoài kìa, đứng ngoài cửa sổ kìa.
Ủa, mình mới vô mình đứng ngoài bá đứng trong này, bây giờ mình đứng trong này thì bá ra ngoài cửa sổ đứng kìa. Tiếng gần đâu hoài trời. Ba đâu rồi? Mọi người thấy không? Do là ánh sáng không đủ sáng cả nhà không cảm nha. Gì quá trời. Có động. Trời ơi, đi qua nó kìa. Để quay càng quay gần cam của mặt ra. Tới gần luôn. Ê, ê, ê. Cái giữa đâu nó căng mà kìa. Đúng rồi. Thằng trước đặt cam đây cái nhà là thấy bà ngồi trên đây rồi pha trong này đi ra lâu chặt bà trong này đi ra đâu trong này. Thấy mà trong cái toilet gì ra nè. Bên này nè. Tôi bên toilet chỗ này giống giống người ta ngồi vậy. Vong hay ngồi đó. Cái gì? Bả đây nè cả nhà. Ở đâu rồi? Để mình đặt thẳng được. Thấy bả không? Bà ơi, chào bà nha. Tiếng gần đâu nữa trời. Ý, Ý. Nghe không lội như vậy.
bả. Bà cần giúp đỡ gì không? Tôi hỏi bà là vong từ đâu đến đây ạ? Tiếng gì trời? Tiếng gì? Chắc có một cái bông khác ở phía sau nữa nha. Làm ca mà ngã hoài. Giao tiếp chưa xong nó làm ca mà ngã hoài. Nó nhận chân đi ngay trước này. Bây giờ ở ngoài lộ xe chạy hù hù quá đó. Tại mình muốn quay để cho người ta không để ý, mình quay không để đèn. Chứ quay để đèn người ta để ý qua lại hoài. Có người ta vô ta hỏi nữa, mấy công đang quay yên tĩnh. Tiếng đâu à? Bà có nói chuyện được không ạ? Chào bà nghe. Bà tên gì? Vong linh từ đâu đến đây? Ở đâu? Bà ở xa lắm hả? Là bông bà từ nơi khác đến phải không? Bà mắc lâu chưa? Mới chết mấy tháng hả? Bà chết từ bao giờ? Ý là chết lúc bao nhiêu tuổi á? Năm mấy tuổi? Vậy bà là vong từ nơi khác đến đây chứ không phải là bị người ta giết ở đây. Bà có cần giúp đỡ điều gì không? Bà đói với lạnh hả? Chút nữa cúng cho bà ăn được không? Cúng ở đây luôn ha. Cúng ở đây cho bà ăn luôn ha. Cho hỏi nữa là ở đây ngoài vong bà ra còn có vong nào khác không? Hả? Có một vong khác nữa hả? Sao tôi nghe tiếng cười hoài, tiếng cười, tiếng khóc là tiếng của ai vậy? Là có một vong khác gần ở đây. Mà trẻ hay già? Trẻ ha. Bây giờ vậy đi. Trước khi làm quen với bà thì sẽ cúng kiến cho bà ăn trước ha. Rồi sau đó bà cần giúp điều gì hoặc là giúp bà siêu thoát về chùa ở nào đó bà nói nha. Thôi chào bà nha. Thì cô chú anh chị ơi, thì vong linh của bà này được biết là
cái nơi khác đến đây á mọi người. Mà được biết bà nói là có một vong khác ở khu vực lân quẩn đây nữa, chứ không phải một mình bà. Bởi vậy mình bị cái camera mình bị ngã tới ngã lui, bị di chuyển hoài là do cái vong đó. Nhưng mà vong đó là ở đâu đến đây thì không chưa xuất hiện. Thì thôi bây giờ mình đã được giao tiếp với bà này rồi, thì bây giờ mình sẽ cúng kiến cho bà, rồi sau đó mình làm quen với bà và tìm cách giúp bà một cái nha. Thì ok, bây giờ tắm dừng máy cái nha.
Thank you.
cho chú anh chị ơi. Thì giờ cái nhà xem không biết thế nào thì chắc mình để mình xem lại nha. Thì vòng này thì ở nơi xa khác đến chứ không phải vòng ở đây. Thì cảm ơn quý chú chị bạn xem rất nhiều. Chào cả nhà.